Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài học tiếp theo nha. Đó là bài với cái món có tên rất là tươi mát là đại dương xanh. Cái món đại dương xanh này này thì nó rất là đặc biệt ở chỗ là nó sẽ rất là thanh mát, tươi mát chứ nó gọi là tươi mát mới đúng. Và nó cũng rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Ngoài ra thì nó rất là đẹp ha, tạo một cái cảm giác mát mẻ giống như là mình đi biển vậy đó. Chúng ta có hoa đậu biếc nè, chúng ta có chanh muối nè, chúng ta có soda, rồi chúng ta có tắc, thì chúng ta có chanh tươi và lá húng quế nha. Ở đây chanh muối này thì mình mua sẵn luôn. Ở chanh muối này ở học viện mình cũng có bán luôn nha mấy anh chị nha, thì mình có thể mua về để làm, rất là đơn giản, mình đỡ mất công phải làm. Rồi và bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các bước thực hiện nha. Trước tiên thì mình sẽ vắt nước cốt tắc. Nước cốt tắc này mình cũng cần dùng ít à, dùng có 5ml thôi. Thì mình cắt ra sẵn. Rồi còn chanh á, là chủ yếu là để trang trí nha, chứ mình không có dùng chanh trong công thức. Nên là mình sẽ cắt một miếng chanh để trang trí. Rồi bây giờ Nhi sẽ vắt tắc này, lấy nước cốt tắc ra. Đây là bí quyết mấy anh chị nha, làm chanh muối mà bỏ nước cốt tắc vô thì cái chanh muối của mình nó sẽ rất là ngon, nhưng mà không phải ai cũng biết nha. Nhiều người làm chanh muối là chỉ có lấy chanh muối với đường thôi, nhưng ở đây làm chanh muối mà có nước cốt tắc vào thì sẽ nó tăng cái vị ngon của chanh muối lên rất là nhiều lần, và nó rất là thanh, nó không bị gắt cái độ mặn của muối. Rồi bây giờ là Nhi đã lấy xong được cái phần nước cốt tắc rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm phần tiếp theo nha. Bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ lấy cái phần chanh muối của mình ra. Phần chanh muối này thì Nhi sẽ dùng là 20g nha. Mình sẽ cân, thường thì nó tầm khoảng một trái nhỏ nhỏ, hoặc là nếu mà trái to thì cắt ra, cắt bỏ bớt ra, đừng có lấy chanh muối quá nhiều, uống nó rất là gắt. Bây giờ Nhi sẽ cân 20g chanh muối. Cái này là hơn 20g rồi, mình sẽ cắt bớt ra. Chanh muối này mình một trái mình dùng không hết thì mình để vào lại hộp thì nó cũng không hư mấy anh chị nha. Rồi Nhi sẽ dùng 20g chanh muối thôi. Tiếp theo là mình sẽ dùng một cái chai dầm, hoặc là mình lấy cái vật dụng nào đó mình nghiền nó được thì mình dùng. Đây gọi là chai dầm nha, trong pha chế cái này gọi là chai dầm, nó có bán luôn đó, bán ở trong dụng cụ làm trà sữa. Mình sẽ dầm cái chanh muối của mình cho nó nát ra. Chanh muối phải nát ra nha thì mới ngon. Rồi 20g chanh muối thôi, dầm nát ra. Sau đó mình sẽ sử dụng thêm là 5ml nước chanh muối. Đây, cái này là bí quyết luôn nha. Mình sẽ dùng 5ml nước chanh muối này có trong cái hộp này nè. Hộp này nó sẽ có nước. Thường là nhiều người không biết là bỏ cái nước này rất là uổng nha. Mình sẽ dùng nước này, nó thanh lắm, nó thơm, nó rất là thơm mùi vỏ chanh á. Nên mình dùng để tăng lên đồ ngon 5ml nước chanh muối. Thấy chưa? Nhi không có dùng chanh muối nhiều, Nhi dùng có 20g. Nhưng mà thêm vào đó, Nhi dùng thêm 5ml nước chanh muối thì cái độ mặn nó vẫn đủ mà nó vẫn ngon. Mà như vậy giá vốn mình nó rất là rẻ. Chứ còn nếu mình không dùng nước chanh muối thì nó giảm bớt cái độ ngon của món này nha. Đó, tiếp theo là Nhi sẽ sử dụng vào đây là đường, 40ml nước đường nha. Đó, Nhi dùng 40ml nước đường cộng thêm với bây giờ mình sẽ dùng nước cốt tắc là 5ml. Mình sẽ dùng 5ml nước cốt tắc nha. Đó, cho vào ly. Vô cùng đơn giản mà rất là ngon. Sau đó mình sẽ cho đá vào. Mình sẽ cho 100ml nước soda vào. Rồi ở đây chúng ta có hoa đậu biếc, thì hoa đậu biếc là hoa khô nha,
mình sẽ mua. Ở đây là có cái hoa đậu biếc của thương hiệu Lộc Phát luôn nè. Đây, loại này là bán với giá rất là bình dân luôn nha, đảm bảo hoa đậu biếc của thương hiệu Lộc Phát là chất lượng rất là cao mà cái giá nó rất là bình dân. Và cái trà hoa đậu biếc này á, mình sẽ pha để lấy nước cốt theo công thức là mình sẽ dùng 50g hoa đậu biếc mà mình pha với 6 lít nước nha. 50g hoa đậu biếc rồi mình đổ 6 lít nước sôi vào. Ví dụ mình làm ít thì mình pha ít thôi, mình pha 500ml nước thì mình chia xuống nha. Thì ở đây theo công thức chuẩn là 50g thì mình sẽ pha với 6 lít nước sôi và mình ủ trong vòng 20 phút thì chúng ta thu được cái nước cốt hoa đậu biếc có cái màu xanh đậm đẹp như thế này nha. Tiếp theo là mình sẽ dùng 10ml trà hoa đậu biếc mà đổ hơi mạnh tay cho nó loang xuống dưới. Đó, thì nó đẹp. Đây, mình sẽ trang trí chanh lên. Và một cái lá húng lùi là mình hoàn tất. Vậy là chúng ta đã hoàn tất được món đại chiên xanh có cái màu xanh ở trên rất là đẹp. Như vậy là Nhi đã hướng dẫn cho các anh chị học viên mình xong món đại dương xanh với một cái màu xanh biếc rất là đẹp. Chúc các anh chị học viên mình sẽ thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các anh chị học viên trong các bài học tiếp theo nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.